Chỉ số quản trị mua hàng PMI tháng 7 49,3, tức là liên tiếp 4 tháng nay chỉ số này dưới 50. Chỉ số dưới 50 cho thấy hoạt động sản xuất bị thu hẹp. Chỉ số này dù được cải thiện từng tháng nhưng rất chậm, vẫn chưa bứt phá lên trên 50. Trong số 21 ngành được khảo sát thì có 10 ngành mở rộng sản xuất, tăng từ 8 ngành so với một tháng trước đó. Có cải thiện nhưng chưa mạnh. Đối với PMI lĩnh vực phi sản xuất, dù trên 50 nhưng vẫn giảm khá mạnh khi chỉ số tháng 7 là 51,5 so với tháng 6 là 53,2. Các chuyên gia nhận định lĩnh vực sản xuất đang gặp nhiều khó khăn, khó mở rộng bởi nhu cầu nhiều nước giảm. Trong nước, lĩnh vực bán lẻ cũng gặp khó khi người dân thắt chặt hầu bao chi tiêu. Lĩnh vực đóng góp mạnh cho tăng trưởng GDP tác động đến nhiều ngành sản xuất là bất động sản, vẫn trong tình trạng ảm đạm chung nên cũng khó kích thích được lĩnh vực sản xuất. Trong các biện pháp kích thích tiêu dùng được chính phủ Trung Quốc công bố hôm nay, tập trung vào lĩnh vực ô tô, bất động sản và dịch vụ, chính phủ Trung Quốc tăng mạnh đầu tư cho hạ tầng xe điện, giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất để tăng khuyến mãi bán ô tô điện cho người dân, giảm giá nhà, nới lỏng điều kiện mua nhà. Chính phủ Trung Quốc kêu gọi hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các kỳ nghỉ lớn trong năm như nghỉ hè, Tết Trung Thu, Quốc Khánh để đẩy mạnh tiêu thụ bằng cắt giảm giá vé vào cửa, tăng khuyến mãi giá vé máy bay, vé tàu hỏa đi lại. Đồng nhân dân tệ cũng mạnh lên đôi chút cùng với thị trường chứng khoán Trung Quốc gần đây có phần khởi sắc với kỳ vọng chính phủ gia tăng các biện pháp kích thích kinh tế. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc.